nỗi nhớ, chợt về trong giấc mơ, hình như là đợi chờ nên đứng ngoài hiên vắng. Hình như là mây trắng rộn rã lúc tan trường, hình như là vẫn vương một khung trời nho nhỏ khoảng cách bạn và tôi. Hình như nắng chia rồi, hãy về, hãy trở về tuổi thơ đầy mơ ước khát khao. Hãy cùng tay nắm chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng mở, dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi, hãy vững chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng mở, dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi, hãy vững dạ tôi về nha chị. Dạ chị về. Dạ thưa cô, con về. Ừ con về. Thái độ đó là sao? Ăn nói lung tung vậy đó hả? Con có biết là mày tốn bao nhiêu công sức để tìm được cái mối này không? Mẹ à, con cũng đang tính hỏi mẹ nè, bây giờ thế kỷ nào rồi mà mẹ còn đi mai mối nữa? Con có chân, con tự đi tìm. Với lại con cũng chưa muốn lấy chồng bây giờ, mẹ cứ kệ con đi. Tại con không có chịu tu tâm sửa tánh nên mẹ mới quyết kiếm chồng cho mày đó, để cho con trưởng thành hơn. Con gái con lứa chừng này tuổi đầu rồi mà còn lông nhông con coi được không? Chồng con có phải là siêu nhân đâu mà bắt con phải trưởng thành. Mẹ chỉ tốn công mất thời gian thôi. Tốn công mất thời gian bao nhiêu mẹ cũng làm tới cùng cái vụ này. Nuôi con chừng này rồi để cho con đi làm mấy cái chuyện linh tinh, phí tới thời gian mẹ cho mẹ ăn học hả? Nhưng định không có lằng nhằng gì hết. Đi đâu đó? Đứng lại mẹ nói chuyện. Con đi tìm chồng được chưa? Mẹ biểu đứng lại. Mẹ, con mà bước ra khỏi cái cửa, đi luôn đi, đừng về nhà nữa. Có nghe mẹ nói không? Ngồi thẳng cái lưng lên giùm cái coi. Con gái con đứa không được cái nết na gì hết. Mẹ ơi. Gì? Con thấy khó chịu quá à. Hay là mình về nhà luôn đi mẹ, chắc là người ta không tới đâu. Về cái gì mà về, ngồi im đó. Ủa chào hai mẹ con. Ơ gì? Đây tôi dắt chú rể tới đây. Dạ con chào cô. Ờ con. Con ngồi đi. Dạ có chuyện gì hả cô? Em Lan không tới hả cô? Đây là em cô Lan hả cô? Không, Lan đó. Nó đó. Lan đó đó cậu.
À, uống gì, uống gì? Uống gì cháu? Chị uống gì? Ờ, cho chai nước suối lạnh. À, à, cho một chai nước suối với ly cà phê đá nha em. Dạ. Ngồi im đó. Trời ơi, con gái gì mà bài biện thấy ớn chưa? Thiệt tình. Trời Long ơi, ông tới đây làm gì vậy? Tôi chưa nói với ông là tạm thời đừng có tới tìm tôi nữa hay sao? Thì tại tôi sốt ruột quá, nằm ở nhà không có thông tin gì của bà, tôi lo muốn chết. Tưởng bà bị gì không á? Bị gì là bị gì, chỉ là mà thôi ông đi về đi, có chuyện gì tôi sẽ tới tìm ông. Về đi. Đi vậy đi. Đi. Về đi. Tôi về nha. Ừ, về đi. Lẹ đi Long ơi. Từ từ. Tôi về. Đi. Lan. Dạ. Ai vừa tới vậy? Dạ không, đâu có ai đâu. Người ta giao thư lộn địa chỉ đó mẹ. Vậy hả? Tối nay đi với mẹ gặp người nữa nha. Ừ. Nhăn nhó cái gì? Không có nói nhiều. Nghe chưa? Xong việc á, rồi vô rồi chuẩn bị dần dần đi. Đừng có để sót mùi xăng mùi nhớt gì á trên người, nghe chưa? Rồi kiếm cái áo nào giống con gái á mà bận vô cho tôi. Tối nay mà còn nói linh tinh nó liệu hồn với mẹ đó. Mẹ không có đứa con gái mà không biết nghe lời đâu, nghe chưa? Không. Chà mày. Alo. Dạ cô biết rồi. Dạ con sẽ nhắn mẹ con liền. Dạ cảm ơn cô nha. Mẹ, có lô bánh kẹo nhập khẩu rất là tốt. Cô Sáu khi đi lấy liền đó. Hay là mẹ nghỉ đi, để con đi giùm cho. Nha. Vậy cũng được. Mẹ cho con một tiếng vừa đi vừa về. 15 phút để sửa xe nếu như xe hư. Ha. 5 phút để đổ xăng. Vậy là thoải mái rồi nha. Đi nhanh rồi còn về nha. Không được la cà đó. Về dạ. Là coi chừng mẹ nghe chưa, nghe chưa? Long ơi, Long. Long ơi. Lan, đợi tôi chút nha. Ờ. Ú.
có chuyện gì vậy? Tôi hết chịu nổi rồi ông ơi. Tưởng á, mẹ tôi trừng phạt tôi ra sao? Quá ra mẹ tìm mối bắt tôi lấy chồng. Bây giờ tính sao đây? Lấy chồng hả? Còn cười nữa. Nói thiệt nha, nhìn cái bộ dạng bà nè, ai mà dám lấy? Gái không ra gái, trai không ra trai. Ừ. Gái không ra ê, gái, trai ê, không ra trai. Đảo. Giỡn mặt với tôi hả? Tôi giỡn thôi mà làm gì ghê vậy? Lần sau mà còn nói xấu tôi nữa thì đừng có trách tôi nghe chưa? Mà bây giờ tôi sợ là mẹ tôi không có cho tôi làm vụ của chú Khải nữa. Tính sao đây Long? Ba mẹ tôi vẫn chưa có nói gì. Hình như ông bà còn đang nghỉ. Khó quá. Ê, chú Khải gọi. Linh ghê, mình mới vừa nhắc. Giờ làm sao? Cứ nghe thử đi, hỏi ông muốn gì. Nhưng mà nghe rồi trả lời làm sao nè? Thì cứ nghe đi rồi tùy cơ ứng biến. Nghe đi. Alo, con nghe chú ơi. Bây giờ hai đứa tính đến đâu rồi? Sao vậy? Đồng ý đi. Dạ, tụi con làm cho chú. Ừ. Chắc chắn với chú là con sẽ làm. Tại vì bữa giờ nhà con có nhiều việc quá, phải giải quyết cho xong. Chú thông cảm cho con nha. Làm gì thì làm, nhưng mà phải lẹ lên, nếu không thì mất cơ hội. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ, tụi con sẽ liên lạc với dạ, chú sau. Dạ, con chào cô, chào cô. Ủa, má. Vậy nha, thôi tôi về. Dạ, về. Ừ. Kỳ cục vậy, vô thay đồ đi, đừng có làm mẹ xấu hổ với mọi người nha. Mẹ à, con ăn mặc vậy cho nó thoải mái, có sao đâu. Không có nói nhiều, từ nay là phải bỏ hết mấy bộ đồ này đi, mua cái mới. Mẹ à, con mặc mấy cái này quen rồi. Quen cái gì, vô thay đồ nhanh lên. Dạ chào anh chị. Chào chị. Dạ chào chị. Hôm nay chúng tôi tới có chuyện muốn bàn với chị. Chị không phiền chứ? Dạ tất nhiên rồi. Dạ mời anh chị vô nhà. Dạ. Mời anh chị ngồi. Dạ. Lan à. Dạ. Dạ, chào cô, chào chú. Ừ. Nãy giờ mẹ mới cho nước coi. Dạ. Hôm nay vợ chồng tôi qua đây á là muốn bàn với chị một chuyện. Chắc cháu Lan có nói cho chị biết rồi. Công an họ nhờ hai đứa nhà mình á làm mật vụ cho họ, theo dõi đối tượng tình nghi. Ý chị làm sao? Không biết anh chị thấy làm sao, chứ tôi là tôi phản đối cái chuyện đó. Thứ nhất á, tôi cho nó ăn học, không phải để nó đi làm mật thám mật vụ cho người khác, không có ra cái gì hết á. Thứ hai nữa, ai dám bảo đảm dính tới mấy chuyện đó không có nguy hiểm, không chừng á đe dọa tới tính mạng nữa là khác. Tôi á thì tôi con đứa con gái hà, nên tôi không muốn mạo hiểm đâu anh à. Nhưng mà tôi nghĩ á là để tụi nó làm cho xong đi, tránh những cái rắc rối sau này. Trời ơi, công an mình không có giỡn được đâu chị, tôi lo lắm. Dạ con mời cô. Dạ, anh chị dạ, uống nước. Cảm ơn chị. Anh chị không có con gái nên anh chị không có hiểu.
có nó trong nhà như là hũ mắm treo dàn bếp vậy đó. Nó cứ như vậy đó, sao mà tôi yên tâm được. Hơn nữa ông nhà tôi cũng mất sớm, chỉ còn có hai mẹ con hủ hỉ hà. Để con gái đi như vậy á, người ta coi mình ra cái gì? Tôi hiểu những suy nghĩ của chị, nhưng mà mong chị hãy tính lại. Con mình đã làm trái pháp luật, bây giờ người ta mở cho nó một con đường sống. Hơn nữa tôi có nghe mấy đứa nhỏ nó nói là chị đang tính chuyện mối lái gì cho tụi nhỏ, phải không? Chị à, tuổi trẻ bây giờ á, nó cần sự tự do suy nghĩ và hành động. Tôi nghĩ là cứ để cho mọi thứ nó tự nhiên đi. Chị mà gả chồng cho nó lúc này á, tôi thấy còn quá sớm đó chị. Sao gọi là sớm được vậy? Con gái tôi á, tôi có cách dạy dỗ riêng, chỉ cần nó nên người. Còn tôi á, không có hối hận gì những gì mình đã làm. Tôi cảm ơn mấy lời góp ý của chị, nhưng tóm lại á, tôi muốn con gái tôi ở nhà, không đi đâu hết á. Rồi rồi vậy không lẽ chị muốn con gái mình phải ngồi tù à? Đi tù sao được anh? Tụi nó có làm gì hại ai đâu mà đi tù. Chỉ là đi theo dõi một người. Ở đời á, thiếu gì người làm chuyện đó. Mà có sao đâu, có ai bỏ tù họ đâu. Chị lầm rồi. Tụi nó được thuê làm cái chuyện đó đó, có trả thù lao, mà không được sự cho phép của cơ quan pháp luật, và tự ý cung cấp thông tin cá nhân của người khác khi chưa có sự đồng ý của người đó. Tính theo luật dân sự là tụi nó đã vi phạm pháp luật. Nếu bị kiện á, là chúng có thể bị tù như chơi. Người ta có đầy đủ bằng chứng để truy cứu trách nhiệm với chúng đó. Hơn nữa, người bị theo dõi lại là công an, người ta đủ điều kiện để đưa chúng ra tòa. Tụi nhỏ đã phạm luật thiệt đó chị. Thôi thì chuyện đã đến đường này rồi á, tôi cũng mong chị suy nghĩ cho kỹ. Vợ chồng tôi á, cũng muốn tốt cho hai đứa nó, chứ không phải là dồn chúng vào đường cùng. Mẹ, mẹ đừng có buồn nữa mà. Con hứa con sẽ không để mẹ phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Ông à, tôi xin lỗi ông. Tôi đã không dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Tôi thiệt là có tội với ông. Ông sống khôn thác thiên, ông về ông phù hộ cho con nó qua cái nạn này nghe ông. Mẹ, con biết lỗi rồi. Chỉ lần này thôi mà mẹ. Tụi con sẽ không làm thêm bất cứ việc gì liên quan tới chuyện này nữa.
Mẹ đừng có buồn con nha mẹ. Mẹ, con chỉ lo là đã nhận lời với người ta rồi mà không làm á thì vô tù thiệt đó mẹ. Con à, mẹ chỉ ân hận một điều là nuôi con chừng này rồi không có khổ cực nào mà mẹ chưa trải qua, mà bây giờ mẹ đành bó tay. Mẹ, con có mắc bệnh nan y gì đâu, chỉ một lần này thôi. Con nghĩ không thì ổng sẽ suy nghĩ tụi con không có thực hiện như theo cam kết. Con không có thể mất chữ tín như vậy được. Một lần thôi mẹ, con hứa đó. Mẹ tin con lần này. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ lúc nào cũng thương con hết á. Mẹ là người tuyệt vời nhất á. Là dở cái giọng nịnh nọt mẹ nữa rồi. Cha mày. Mẹ. Mẹ. Dạ chào chú. Vô đi con. Dạ. Bây giờ mình vào việc luôn nha. Dạ. Đây là hồ sơ của người chúng hai đứa theo dõi. Cậu ta tên là Hiệp, vừa tốt nghiệp đại học ra trường. Tuổi cả hai đứa. Nè, uống đi con. Sao? Không có vấn đề gì chứ? Cậu ta là người thế nào hả chú? Nói chung đây là một thanh niên cần được tiếp cận và giáo dục. Nhưng mà tụi con chỉ có việc theo dõi thôi chứ không có tiếp cận và giáo dục phải không chú? Theo dõi chỉ là một cách phòng bị. Tiếp cận và giáo dục mới là một cách hiệu quả để giúp cho con người hoàn lương. Chú chọn hai con là vì tin hai con sẽ làm được việc đó một cách tốt nhất. Sao chú nói tụi con là chỉ có việc bám theo và cung cấp thông tin thôi? Dạ phải chú. Bữa trước chú cũng nói vậy mà. Chú đâu có đá động gì tới việc tiếp cận và giáo dục đâu, nên tụi con mới dám nhận đó chứ. Với lại tụi con đâu có phải bảo mẫu đâu mà giáo dục một con người hả chú? Bây giờ chú hỏi hai đứa có làm hay không? Dạ là... Dạ là... Nhưng mà... Chỉ một vụ thôi nha chú. Dính bẫy rồi. Tôi nói mà, ông đã lắm trò lắm. Thôi, lỡ đâm lao rồi thì theo lao chứ biết sao giờ. Xích vô. Ông coi nè. Cái gì?
Huỳnh Trung Nghĩa Hiệp. Nghe cái tên cũng hay quá ha. Mà cái mặt thì nhìn cũng được. Bình thường thôi có gì đâu. Coi nè, Trần Bảo Long đẹp trai nhất vùng. Xí, không dám đâu. Bà đừng có nói với tôi là bà đang rung rinh trước đối tượng đó nha. Mà hôm nay Lan nhà ta cũng biết rung rinh nữa hả ta? Ông này, ông điên rồi hả? Ê, Lan, coi nè, 144/77 Bình Lợi. Ê, giống nhà cô Ngân quá vậy. Ừ, thì đúng là nhà cô Ngân mà. Ủa, mà mẹ Hiệp cũng tên Ngân nữa. Có khi nào... Không có đâu. Chắc trùng hợp thôi mà. Làm gì có chuyện ba làm công an mà lại thuê người theo dõi con. Bà nói hay quá ha. Sao lại không? Phim Mỹ có nè, Singapore cũng có nè. Mà mấy đứa đó toàn thuộc diện ba mẹ bó tay, chuyên trốn nhà làm mấy chuyện xấu, cho nên mới bị quản như vậy đó. Lỡ như tên Hiệp này là một kẻ nguy hiểm thì sao hả Long? Không khéo thì mình bị dính đòn như chơi luôn á. Những người như Hiệp như vậy liều lĩnh lắm á, dám nói là dám làm đó. Sao biết hay vậy? Thôi, việc tới nước này rồi á thì không có sợ gì nữa hết á. Còn nếu bà sợ thì bà ở nhà tôi đi. Ừ, thì ở nhà. Để coi, 20 tiếng ngoài đường, 4 tiếng trong phòng. Trời ơi, kiểu này á chắc mình trở thành dân lang thang như hắn ta thôi. Bộ chai này có đủ việc để tôi xài 20 tiếng ngoài đường hả? Không bù cho tụi mình, ra ngoài nửa ngày đã thấy ngán rồi. Bụi bặm nè, kẹt xe nè, nóng rực nữa nè. Rồi còn... Thôi, bà đừng có kể nữa. Nghĩ tới cái cảnh này á, tôi đã ớn tới cổ rồi nè. Ủa mà Long, bây giờ mình phải làm gì trước đây? Bà hỏi gì lại vậy? Thì theo nó chứ làm gì. Ai mà không biết là đi theo. Nhưng mà ý tôi hỏi là đi theo rồi mình làm gì nữa? Thì chụp hình nè, rồi theo dõi những đối tượng mà hắn tiếp xúc, rồi sau đó là ghi lại ngày giờ, địa điểm. Vậy thôi. Mà nói chung á, thấy cái gì ghi đó, chụp đó, được chưa? Nhưng mà nếu mà lỡ hắn bị đánh trọng thương như vậy á, không lẽ mình chỉ ngồi ghi chép chép rồi chụp hình vậy thôi hả? Ừ, thì tôi á cũng còn mong như vậy á. Ông này. Cứ để như vậy đi, cho hắn nằm dài ở nhà 24/24 như vậy đỡ mệt, phải không? Biết đâu lúc đó mình lại trở thành người giữ trẻ thì sao? Thôi, không ngồi đây nói chuyện nữa, đi thôi. Bỏ vô. Đi, thôi. Đi. Quay phim, chụp hình, sổ, bút, sữa tắm, lăn nách. Khoan. Trời, đi theo dõi gì mà mang nhiều đồ dữ vậy? Trời ơi, 20 tiếng ngoài đường, bụi bặm hôi hám chịu sao nổi. Thôi dẹp đi, nhìn thấy ghê quá. Ê, còn mặt nạ công bố nè. Ông đem theo để bị theo dõi hả? Sì. Bây giờ nè, mình sẽ đem theo 2 cái khẩu trang nè, 1 máy chụp hình, 2 cái mắt kiến, sổ nè, đó. Máy chụp hình đâu? Nè, vậy là đủ rồi. Ê Lan, còn súng thì sao? Ông tính bắn ai hả? Không có,
tôi đem theo để đề phòng, lỡ có khi bất trắc thì dùng đến. Cũng được đó, thỉnh thoảng móc ra hù chơi. Ừ, bàn cây tôi cây. Còn gì nữa không? Hết rồi. Đi. Đi. Úi, giờ này còn chưa ra khỏi nhà nữa, biết bây giờ mới được ăn cơm, đói bụng quá à. Mệt ông quá, nhiều chuyện vừa phải thôi, chút ăn bánh mì uống nước suối là được rồi. Hay quá. Ê, ê, cái gì? Kìa, rì béo. Trời, cái con này sao mình đua lại nó hả trời. Vì tự do, không nổi cũng phải nổi. Ông không đi, để tôi đi nha. Thôi, để tôi chở cho nhanh. Đi. Trời ơi, toàn lũ hư hỏng gì đâu không. Kẻ, kẻ nữa đi. Mất dấu rồi giờ. Ông lẹ lên đi, mất dấu bây giờ đó. Biết rồi, còn đi nữa không? Ê, chạy cái gì vậy mày? Xin lỗi anh, em xin lỗi anh ạ. Cũng đó nè. Dạ. Chạy cái trốn. Dạ, 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 dạ. Thấy chưa, xém chút xíu đụng người ta rồi đó. Nó chạy lẹ quá, tốn một mớ tiền sửa xe mà cũng không kịp nữa nè. Xe dở mà kêu ai nữa chứ. Cái gì, còn hơn xe cùi bắp nhà bà. Dạ con nghe chú Khải ơi, tụi con bị cắt đuôi rồi. Dạ chú ơi, mai mốt á chú cho tụi con một chiếc xe xịn hơn một chút nữa nha chú, chứ tụi con chạy theo không có kịp. Dạ. 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 Bây giờ tính sao đây? Thì về chứ biết tính sao. Về tay không á, có sao không vậy? Ai mà biết. Ê, hay là mình khai đại đi, rồi mai tính tiếp. Ông điên hả? Khai đại rồi ổng cho người đi điều tra lại, rồi hả ổng cho tụi mình vô tù thì sao? Ờ ha, sao khổ vậy nè trời. Mà tụi nghi á là nó buôn bán ma túy, cho nên á công an mới kêu mình theo dõi vậy đó. Kiểu này là đụng thứ dữ rồi Lan ơi. Sống chết có số, ông sợ thì về nhà đi, tôi đi một mình. Ý tôi không phải vậy, tôi đang sợ á là để hắn sống ngày nào là biết bao nhiêu con người bị hại vì chất chết người đó biết không. Mình làm vậy tôi thấy có lỗi lắm. Ông cứ tưởng tượng vậy, sao hồi trước không học biên kịch đi, học quay phim làm gì cho tốn tiền không biết nữa. Mà sao vậy, vấn đề bây giờ nè, không bắt được nó thì tính sao? Thôi cứ về đi rồi tính tiếp, mệt ông quá. Đi. Mẹ con mới về. Sao rồi con? Ngày đầu tiên sao? Không có thu thập được gì hết mẹ ơi. Cái đứa con theo dõi nó làm sao? Mấy cái thằng lang thang trộm cắp hay là anh chị xã hội đen vậy? Có gì nguy hiểm không con? Mẹ hỏi nhiều quá. Tụi con á chưa có tiếp cận được cái gì hết, nói gì tới nguy hiểm hay không nguy hiểm. Nghe mày dặn nè, dù sao á cũng phải thận trọng, xã hội bây giờ á không lường trước được gì đâu. Làm gì thì làm, không có để thương tích là được rồi, nhớ không? Con có phải là con nít đâu, mẹ cứ dặn tới dặn lui hoài mệt quá. Còn với cái mẹ lo cho con mà con ăn nói với mẹ như vậy đó hả? Con học đâu ra kiểu đó vậy? Thật tình á, một mình tôi lo cho nó, vậy mà nó đối xử với mẹ nó như vậy đó. Còn với cái
đâu có biết thương mẹ nó đâu. Chỉ nghĩ mình nó à. Mẹ, con xin lỗi. Tại con đang căng thẳng vì không làm được việc thôi. Lần sau con sẽ không làm mẹ buồn như vậy nữa. Xin lỗi, xin lỗi. Con làm mẹ buồn mẹ khổ chưa đủ hay sao? Bây giờ mỗi lần con ra đường, mẹ lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy đó. Con còn muốn mẹ phải sao nữa đây Lan? Con phải nghe mẹ nói nè. Dù gì mình cũng là con gái, ra đường không tự bảo vệ mình thì ai bảo vệ con đây? Mẹ chỉ có một mình con thôi hả? Con mà làm sao, làm sao mà sống nổi hả? Mẹ, con hiểu mà. Lúc nào mẹ nói con cũng hiểu, hiểu, hiểu hả? Con chỉ nghĩ cho riêng mình con thôi, có hiểu cho mẹ đâu. Bây giờ một bước ra đường là một bước nguy hiểm. Cái việc mà con đang làm á, nó tiềm ẩn bao nhiêu mối đe dọa, con có biết không? Nói thì lúc nào cũng cãi lại. Bây giờ con tính sao? Con tính là để mẹ lầm lũi cả đời hay sao? Dạ con nghe chú ơi. Dạ. Đường 21 hả chú? Dạ. Dạ 15 phút nữa con có mặt. Dạ được ạ. Dạ, dạ được ạ. Dạ, dạ con chào chú ạ. Dạ, dạ. Long hả? Nhận được điện thoại của chú Khải chưa? Ok, tới liền nha. 15 phút nữa phải có mặt đó. Không mấy giờ cao su đâu à? Ừ. Sao? Tính đi nữa phải không? Vừa về chưa có cái gì hết là đi nữa rồi. Công việc đột xuất mà mẹ, đâu có quy định giờ giấc đâu. Cần là mình phải đi liền à. Mẹ không có nói nhiều với con nữa đâu. Con phải biết cảnh giác, cẩn thận là tốt cho con thôi. Dạ. Con gái làm mấy cái vụ này á, không chừng là thiệt thân nữa đó. Dạ con biết rồi mà mẹ. Con đi nha mẹ. Nè. Dạ. Nhớ đem theo chai nước, trời nắng nóng khát mà uống. Con biết rồi. Thiệt tình, còn với cái. À, cảm ơn nha. Nè, hai đứa qua đây coi chiếc xe này nè. Dạ. Dạ. Trời ơi. Wow. Nằm mơ cũng thấy nữa chú. Mắt ghê á. Chiếc này mà chạy là phải biết. Ông xích qua bên coi. Để tôi thử xe. Bà. Hey. Xe này có mắc tiền không chú? Cũng hơi mắc đó con. Mà xe này chạy số tiến hay là số lùi chú? Sao con nói chú đầu tư xe phân khối lớn? Bây giờ con hỏi là sao? Con có biết chạy xe không đó? Ờ con... Thôi bà xuống đi để tôi. Chú biết không, cái xe này con chạy hoài à. Con rành lắm chú ơi. Kiểu này á, một thằng tội phạm chứ nhiều thằng á, cũng không thoát khỏi tay con đâu. Nè, ông trèo xuống cho tôi chạy thử coi sao. Trời, bà biết đi chưa mà đòi chạy vậy? Thì tôi muốn chạy thử. Không có được đâu, nguy hiểm lắm. Bây giờ á, chuyện bám theo hắn là chuyện của tôi. Bà cứ ở nhà nhận tin đi nha cưng. Chú, bây giờ chỉ có tao với mày là đủ rồi ha. Nè,
Vậy ông tính để xe ở đâu vậy? Dĩ nhiên là nhà tôi chứ đâu. Ê, hay để ở nhà tôi đi, để thỉnh thoảng tôi còn tập chạy nữa chứ bộ. Không, tôi nhường bà nhiều rồi. Bây giờ tôi nói để nhà tôi là nhà tôi. Trời. Nè, đó không phải là xe của ông đâu nha. Ông á mà cưng nó quá, sau này mất á ngồi đó mà ngẩn ngơ. Công cụ làm việc cho mình mà, mình phải cưng nó thì nó mới phục vụ mình hết mình chứ, đúng không? Mà không biết gì hết. Xí, công cụ làm việc hay là công cụ giật le? Muốn nghỉ sao nghỉ, cả hai được chưa? Con chào cô. Má, xe đâu vậy con? Xe công an cấp cho làm việc đó má. Công an? Dạ. Chứ làm gì có công cán mà người ta cấp xe là sao? Vậy mới nói là họ biết nhìn người chứ má. Nổ thế ớn. Nè, nghe má dặn nè, đi cái này phải cẩn thận nghe chưa. Con chưa bao giờ đi xe loại này mà. Thiệt tình, làm những cái chuyện gì mà nguy hiểm vậy không hiểu nữa. Nghe mới dặn nè, làm hết cái chuyện này thôi nghe, nghe chưa? Rồi, con biết rồi mà má. Còn con nữa. Dạ. Coi chừng nó giùm bác nha. Coi to đầu lớn xác vậy chứ dạy khờ lắm. À hả. Má, sao má nói xấu con trước mặt người khác vậy? Bộ má nói không đúng hả? Lo cái thân mình đi, sĩ diện tính sao. Ừ. Vậy được rồi bác, con sẽ để ý Long, bác cứ yên tâm đi. Bị đặt. Con gì đâu cười. Trời ơi là trời, anh hùng xa lộ. Tưởng sao, quá ra là tin đồn vỉa hè. Đồn gì mà đồn? Tại vì má tôi chưa hiểu con trai của mình thôi. Bà để bà coi nha. Tôi nói thiệt, tôi sẽ tóm gọn ổ ma túy bằng chiếc xe này. Chắc bữa nay nó thay đổi lịch rồi. Tội nghiệp quá. Làm anh hùng xa lộ, chuẩn bị tư thế từ sáng tới giờ mà chưa có thể hiện được. Tội nghiệp quá. Tội, nhiều chuyện. Tôi đang theo dõi động tĩnh chứ bộ. Tại sao bây giờ lại yên ắng quá vậy? Có vẻ đáng nghi lắm. Trời ơi là trời, im ắng á có nghĩa là nó ngủ chưa có dậy. Có gì đâu mà lạ mà ông phải nói như vậy. Để ra bà coi. Linh tính của tôi không bao giờ lầm đâu. Ê, nó ra kìa. Lẹ lên đi. Đi. Quỳ ra đau quá Lan. Ui dê. Nè. Gì? Bà đừng có nói với má tôi nha. Bà mà biết á, bà la tôi chết luôn. Tôi không có việc gì phải nói với má ông hết á. Nhưng bây giờ hư việc hết rồi. Đau. Trời ơi, bà muốn giết tôi hay sao vậy? Nhẹ hả? Tất cả chỉ vì ông thôi. Cái sĩ diện của ông đó biết chưa? Chợt về trong giấc mơ, hình như là đợi chờ
nên đứng ngoài hiền vắng. Hình như là mây trắng rộn rã lúc tan trường, hình như là vẫn vương một khung trời nho nhỏ khoảng cách bạn và tôi. Hình như nắng chia rồi, hãy về, hãy trở về tuổi thơ đầy mơ ước khát khao. Hãy cùng tay nắm chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng mở, dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi, hãy vững tin vì ta luôn bên nhau. Hãy về, hãy trở về tuổi thơ đầy mơ ước khát khao. Hãy cùng tay nắm chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng mở, dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi,